Kính thưa các thầy chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô và quý vị bác sĩ, sau đây em xin phép được trình bày bài báo cáo với chủ đề kháng sinh trong điều trị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nội dung của em trình bày gồm hai phần, một là cập nhật về chẩn đoán điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và phần thứ hai đấy là sử dụng kháng sinh trong đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một cái tình trạng biến đổi cấp tính các triệu chứng từ cái giai đoạn ổn định của bệnh trở nên xấu đột ngột, vượt qua những cái dao động hàng ngày và đòi hỏi phải cái thay đổi điều trị thường quy của nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và về dịch tễ học của bệnh của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì như quý thầy cô và quý bác sĩ cũng biết, đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một cái diễn tiến rất rất thường xuyên ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái việc mà xuất hiện càng nhiều đợt cấp thì đây là một cái dấu hiệu mà tiên lượng nặng của bệnh. Một nghiên cứu của Vespo và Cộng sự năm 2019 nghiên cứu với số lượng gần 2.000 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì trên slide là cái kết quả của nghiên cứu về tỷ lệ mắc đợt tiền sử, về tỷ lệ mắc rồi tiền sử mà mắc đợt cấp trong vòng 12 tháng trước ở cái nhóm bệnh nhân nghiên cứu này. Thì với những cái bệnh nhân nhập viện đợt này tham gia vào nghiên cứu và được cấp mức trung bình và nặng thì thấy là đối với những bệnh nhân mà được phân loại gôn B thì xuất khỉ khoảng 950 bệnh nhân thì thấy rằng là 21,5% những cái bệnh nhân này thì chỉ có cái tiền sử là có một đợt cấp trong vòng 12 tháng qua. Và cũng với gôn B nhưng mà những bệnh nhân vào mà đợt cấp rất nặng thì ở cái nhóm bệnh nhân này thì cũng thấy là không tiền sử, không có đợt cấp. Với những cái bệnh nhân mà gôn D là cái gôn mà dấu hiệu nặng, tức là bệnh nhân nhiều triệu chứng và nguy cơ rất là cao, thì trong nghiên cứu này cũng đã đưa ra cái số liệu nghiên cứu, số lượng bệnh nhân rất lớn, nó khoảng gần 400 bệnh nhân, thì thấy là với những cái bệnh nhân mà gôn B thì thấy cái tỷ lệ mà bệnh nhân bị có một đợt cấp, hai đợt cấp hay ba đợt cấp trong vòng 12 tháng trước thì nhiều hơn rất nhiều so với cả cái nhóm gôn B, cả ở cái nhóm mà bệnh nhân đợt cấp trung bình và nặng và đợt cấp rất nặng. Thì đây là cái số liệu mà cho thấy là gì, bệnh nhân càng nặng thì càng có nhiều đợt cấp, và bên cạnh đấy thì với cái việc mà xuất hiện tần suất đột cấp thì làm cho bệnh tiến triển nặng dần lên. Qua các nghiên cứu thì cũng thấy rằng là với những cái việc xuất hiện đợt cấp thì nó làm suy giảm cái FEV1 cũng như là suy giảm mà cái gọi là chất lượng cuộc sống ở những cái bệnh nhân mà xuất hiện đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì trên slide cũng đã minh chứng một cái kết quả nghiên cứu thì thấy rằng là cái mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tức là người ta đánh giá dựa vào cái chức năng thông khí, và ở đây nó biểu hiện của FEV1 thì thấy rằng là ở cả cái mức độ nặng, nhẹ, trung bình, nặng và rất nặng thì đều có cái việc mà sụt giảm cái FEV1 sau khi xuất hiện đợt cấp. Và qua nghiên cứu này thì thấy là ở cái bệnh nhân mà cái mức độ nhẹ thì thấy là sụt giảm lại nhiều nhất. Chất lượng cuộc sống cũng suy giảm đáng kể, chiếm được khoảng 30% của những cái bệnh nhân mà sau 2 tuần xuất hiện đợt cấp. Và với cái việc xuất hiện đợt cấp thường xuyên như vậy thì sẽ dẫn đến cái hậu quả đấy là bệnh nhân sụt giảm cái chức năng hô hấp rất là nhanh, rồi nguy cơ bị nhiễm khuẩn bệnh viện, và hơn nữa đấy là giúp làm cho bệnh nhân giảm chất lượng cuộc sống và tăng cái tỷ lệ tử vong. Và nguyên nhân của đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì 70-80% là do virus, vi khuẩn, và phối hợp giữa virus và vi khuẩn, rồi một loạt các nguyên nhân mà không do nhiễm trùng như trên slide đã trình bày. Và ở đây thì rõ ràng đưa ra một cái thông điệp là gì? Các bác sĩ lâm sàng chúng ta khi mà bệnh nhân xuất hiện vào đợt cấp thì chúng ta phải tìm xem cái nguyên nhân đợt cấp là gì để mình điều trị. Về nhận biết các triệu chứng của đợt cấp thì bao gồm cái triệu chứng nhóm triệu chứng hô hấp, triệu chứng ngoài hô hấp. Và triệu chứng hô hấp thì dấu hiệu ba cái triệu chứng điển hình đấy là khó thở, rồi ho, khạc đờm tăng, và đặc biệt đấy là thay đổi màu sắc của đờm. Thì đây là ba cái dấu hiệu mà rất rất quan trọng để các bác sĩ lâm sàng chúng ta đưa ra một cái chẩn đoán là bệnh nhân có bị đợt cấp hay không. Rồi khò khè, nặng, thắt ngực, rồi một loạt những cái triệu chứng mà ngoài hô hấp thì rất rất thường gặp ở bệnh nhân đợt cấp, và nó biểu hiện khác nhau ở trên bệnh nhân. Rồi đối với những cái bệnh nhân đợt cấp vào viện thì các bác sĩ chúng ta cũng sẽ phải đánh giá, nhận định xem là những yếu tố mà ở trên những bệnh nhân của chúng ta có tiên lượng kém ở những cái đợt cấp hay không. Và cái này nó sẽ giúp cho chúng ta định hướng cái việc mà phác đồ điều trị chăm sóc về tuổi này, rồi BMI, các bệnh lý đồng mắc, những cái bệnh nhân mà nặng, rồi đã nhập viện vì đợt cấp, điều trị oxy dài hạn, điều trị corticoid dài ngày, và đặc biệt là cái mức độ nặng của đợt cấp đợt này. Thì đây là những cái mà chúng ta cũng đã nắm rất chắc
từ trước rồi, tức là với mỗi bệnh nhân, mỗi cá thể bệnh nhân nhập viện thì chúng ta phải đánh giá một cách toàn diện thì sẽ giúp cái việc tiên lượng cho bệnh nhân. Và phân loại Antonisen thì đến cái thời điểm này vẫn là một cái phân loại mà rất tốt trên lâm sàng để giúp cho các thầy thuốc chúng ta đánh giá, chẩn đoán, xác định là bệnh nhân này có được cấp hay không và đưa những cái phác đồ điều trị về kháng sinh cũng như corticoid. Với hôn 2021 thì người ta phân loại đợt cấp, ở đây là đối với cả đợt cấp mà mức độ nhẹ mà điều trị ngoại trú thì cũng đưa ra cái mức độ là nhẹ, trung bình và nặng. Còn đối với cả đợt cấp nhập viện thì cũng chia ra mức độ là những cái bệnh nhân phải nhập viện nhưng mà không có tình trạng siêu hấp, rồi siêu hấp không có đe dọa tính mạng và siêu hấp đe dọa tính mạng, và dựa vào cái tình trạng hô hấp của bệnh nhân và đặc biệt là dựa vào cái những cái biện pháp hỗ trợ hô hấp mà bệnh nhân phải cần can thiệp trong đợt này. Thì cái này là cái mà tôi cũng muốn giới thiệu để chúng ta biết rằng là những cái tài liệu cập nhật là đối với các bác sĩ lâm sàng chúng ta khi mà được cấp nhập viện thì chúng ta phải phân loại và giúp để tiên lượng bệnh nhân. Về cái phác đồ điều trị của đợt cấp bệnh phổi tắc hại mãn tính, về nguyên tắc thì đấy là gồm có tối ưu hóa các thuốc giãn phế quản, kháng sinh, điều trị kháng sinh khi có dấu hiệu nhiễm trùng, hô hấp hỗ trợ bằng oxy, bằng thông khí nhân tạo và corticoid được toàn thân. Thì đây là những cái phác đồ nguyên tắc điều trị trong đợt cấp. Và GOLD 2021 thì cũng đã đưa ra những cái nguyên tắc, ví dụ như trong đợt cấp thì chúng ta sẽ dùng các thuốc giãn phế quản tác dụng ngắn, rồi corticoid đường toàn thân thì đã được đưa ra những cái bằng chứng để cải thiện về FEV1, khí máu, rồi giảm thời gian hồi phục, giảm thời gian nằm viện. Kháng sinh, ở đây người ta có nhấn mạnh đấy là khi có chỉ định thì cũng giúp cho cái việc ngắn thời gian hồi phục, giảm nguy cơ tái phát đợt cấp sớm và giảm nguy cơ thất bại điều trị cũng như giảm thời gian nằm viện. Methylxanthin thì không được khuyến cáo do có những cái nguy cơ tác dụng phụ. Tuy nhiên trên thực tế lâm sàng Việt Nam chúng ta thì còn rất nhiều các cơ sở, các đồng nghiệp vẫn phải sử dụng cái thuốc nhóm xanthin cho bệnh nhân vì những cái khó khăn, những cái rào cản về cái sự sẵn có của thuốc điều trị. Thở máy không xâm nhập thì được chỉ định cho những cái bệnh nhân mà có thông khí siêu hấp để giúp cho cái việc mà giảm nguy cơ đặt nội khí quản. Em đi xin vào nội dung thứ hai, đấy là sử dụng kháng sinh trong đợt cấp. Thì kháng sinh là một trong những cái chỉ định trong cái nguyên tắc điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc hại mãn tính, và cái việc sử dụng kháng sinh là cần thiết. Tuy nhiên ở đây một cái nhấn mạnh đấy là chúng ta chỉ sử dụng khi mà bệnh nhân có dấu hiệu nhiễm trùng. Và khi mà bệnh nhân được quyết định điều trị kháng sinh thì cái việc phác đồ điều trị kháng sinh trong kinh nghiệm, theo kinh nghiệm của bác sĩ là rất cần thiết. Các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải có cái đánh giá những yếu tố nguy cơ, dự đoán cái nhiễm khuẩn trong đợt cấp bệnh phổi tắc hại mãn tính. Thì GOLD cũng đã đưa ra những cái dấu hiệu nào mà chúng ta phải tìm kỹ cái nhiễm khuẩn, đấy là siêu vi giai đoạn nặng, có đợt cấp thường xuyên, có triệu chứng của viêm phế quản mãn, các bệnh phối hợp và sử dụng kháng sinh trong vòng 3 tháng gần đây. Và đặc biệt nữa là trên lâm sàng chúng ta phải quan tâm đến cái việc khám đờm và thấy đờm nó mủ. Thì đây là những cái dấu hiệu mà đánh giá là nhiễm khuẩn và bắt buộc bệnh nhân phải điều trị. Nguy cơ những cái bệnh nhân mà nhiễm trực khuẩn mùi xanh thì trong rất là nhiều những cái khuyến cáo đã đưa ra là cái điều kiện mà bắt buộc các bác sĩ phải đánh giá và nó quyết định trong cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng cái phác đồ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm như thế nào, dựa vào cái tiền sử mới nhập viện, thường xuyên điều trị kháng sinh giai đoạn nặng và đặc biệt là tìm thấy trực khuẩn mùi xanh và trong cái đợt cấp trước khi trước hoặc cư trú trong cái giai đoạn ổn định. Cái này là cái mà tôi ở trong GOLD cũng đã nhấn mạnh, đấy là chúng ta phải đánh giá trên bệnh nhân. Các nghiên cứu của người ta cũng cho thấy rằng là điều trị kháng sinh thì làm giảm cái nguy cơ mà điều trị thất bại của bệnh nhân. Rồi những cái trường hợp mà cũng khuyến cáo là nếu mà bệnh nhân phải có những cái hỗ trợ về thông khí, về hô hấp thì cái việc mà chúng ta cũng phải cân nhắc dùng kháng sinh cũng giúp cho giảm cái tỷ lệ tử vong. Một cái nữa đấy là khi mà chúng ta cân nhắc điều trị kháng sinh, đặc biệt nữa là quyết định điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm, khi chưa có cái kết quả mà tìm được cái căn nguyên vi sinh trong đợt cấp, thì cái việc mà chúng ta đánh giá cái mức độ nặng và đặc biệt nữa là sẽ quyết định điều trị theo cái phác đồ nào. Thì theo các nghiên cứu người ta cũng thấy rằng là cái vi khuẩn trong đợt cấp thì nó cũng thay đổi ở trên thực tế lâm sàng với những cái nhóm bệnh nhân nhẹ, không có bệnh lý kèm, không cần nhập viện thì những cái vi khuẩn mà hay thường gặp như là hemofluid influenza, stepto phế cầu, rồi mycoplasma pneumoniae, chlamydia pneumoniae virus thì đấy là những cái vi khuẩn rồi những cái virus rất thường gặp trong cái trường hợp nhóm A, và đây cũng là một trong cái định hướng để chúng ta chọn lựa cái phác đồ điều trị kháng sinh. Nhóm B là những cái bệnh nhân mà đợt cấp siêu bệnh phổi tắc hại mãn tính mức độ trung bình và cần phải nhập viện, nhưng ở cái nhóm này là không có nguy cơ nhiễm trực khuẩn mùi xanh. Thì thấy rằng là ngoài những cái vi khuẩn mà gặp ở cái nhóm A thì có thể thêm
cái nhóm gram âm. Thì đây cũng là một cái định hướng trong cái việc mà chúng ta chọn cái phác đồ kháng sinh. Và nhóm C là nhóm đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì trung bình đến nặng, và nhóm này thì cần phải nhập viện có nguy cơ nhiễm trực khuẩn mù xanh. Thì ngoài những cái vi khuẩn giống như nhóm B thì nó có thể phối hợp thêm cái trực khuẩn mù xanh. Thì đây là cái mô hình về vi khuẩn trong đợt cấp để giúp các bác sĩ chúng ta trong cái việc mà chọn cái phác đồ điều trị kháng sinh theo kinh nghiệm. Và một cái nghiên cứu của Ele và cộng sự thì cũng đã đưa ra đấy là gì? Cái đặc điểm của các vi khuẩn nó cũng khác nhau với cái mức độ nặng phân theo loại gôn 1, 2, 3, 4, tức là cái đánh giá vào cái mức độ tắc nghẽn của đường thở. Và ở đây thì càng một cái điều khẳng định đấy là cái việc là mức độ mà bệnh càng nặng thì cái những cái vi khuẩn gây bệnh nó càng phức tạp và nó càng khó điều trị. Dựa vào những cái nghiên cứu như vậy, cái nguyên tắc như vậy thì cái nguyên tắc điều trị kháng sinh trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì một là người ta sẽ quyết định điều trị kháng sinh dựa vào cái phân tầng bệnh nhân theo nguyên tắc Antonicen. Thứ hai nữa là phải tính đến các yếu tố nguy cơ của bệnh như là tiền sử đợt cấp, các bệnh lý đồng mắc với mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng như là tuổi. Thì đây là một trong những yếu tố nguy cơ để mình đánh giá xem là định hướng của cái vi khuẩn gây bệnh và chọn phác đồ điều trị. Tiền sử dùng kháng sinh trong vòng 3 tháng trước, có nghi ngờ nhiễm trực khuẩn mù xanh, với tình hình kháng thuốc của vi khuẩn ở tại cơ sở y tế và dược động học, dược liệu học của thuốc. Thì đây là cái nguyên tắc mà các bác sĩ chúng ta phải lưu ý khi mà sử dụng cái phác đồ điều trị kháng sinh cho đợt cấp. Và các khuyến cáo cũng đã đưa ra đấy là những cái nhóm kháng sinh để có thể phủ được những cái vi khuẩn mà thường gặp gây nên những cái đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đấy là nhóm beta-lactam, macrolid, cephalosporin, sulfamid, tetracycline và đặc biệt đấy là quinolone. Quinolone hô hấp là một trong những cái thuốc kháng sinh mà nó được khuyến nghị để sử dụng trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và năm 2018 thì Bộ Y tế đã đưa ra cái hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và trong đấy thì có một cái chương trình bày rất là kỹ về chẩn đoán cũng như là cái phác đồ điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái sơ đồ mà tôi đang trình bày ở trên đấy là cái hướng dẫn về xử lý những cái trường hợp mà bị đợt cấp mà có nhiễm khuẩn hay là nhiễm khuẩn điều trị. Thì một là trong những trường hợp mà ở những cái bệnh nhân mức độ nhẹ, bệnh nhân chỉ có một trong ba triệu chứng, khó thở rồi ho tăng, và mình đánh giá là không có nhiễm trùng và chúng ta sẽ không phải điều trị kháng sinh. Chúng ta đưa những cái phác đồ điều trị làm tăng thuốc giãn phế quản, và rồi đặc biệt nữa là hướng dẫn bệnh nhân theo dõi thêm và để có những cái xử lý kịp thời. Ở những cái bệnh nhân mà đợt cấp mức độ trung bình, và ở đây chúng ta phải rà soát những cái yếu tố nguy cơ như phần trên tôi đã phân tích, đấy là có về tuổi, có tuổi này, rồi chức năng hô hấp của những cái đợt cấp, để chia ra cái nhóm là có biến chứng và đã không có biến chứng và có trên một các yếu tố nguy cơ. Thì đây là người ta chia đánh giá cái mức độ nặng cũng như là những bệnh lý phối hợp để từ đấy mình quyết định. Nếu mà trong trường hợp mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà không có biến chứng rồi cũng không có các yếu tố nguy cơ thì lúc đấy chúng ta có thể là dùng kháng sinh nhóm beta-lactam hoặc là quinolone đơn độc. Rồi nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân có biến chứng rồi có các yếu tố nguy cơ từ một trở lên thì lúc đấy chúng ta phải dùng kháng sinh phối hợp như là quinolone phối hợp với amoxicillin clavulanic hoặc là cefuroxim. Mà nếu mà trong trường hợp mà chúng ta nghĩ tới trực khuẩn mù xanh thì chúng ta cũng sẽ phải chọn được những vi khuẩn mà diệt được trực khuẩn mù xanh như là Cipro hoặc là Ceftazidim. Thì đây là những cái tình chúng ta, đấy là cái phác đồ để hướng dẫn và chúng ta rõ ràng cái việc mà phân tầng yếu tố nguy cơ ở bệnh nhân mà điều trị kháng sinh ở đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là chúng ta phải tuân thủ. Và tiếp đến là những cái bệnh nhân mà trung bình cũng nặng, chúng ta còn phải đánh giá thêm đấy là bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm trực khuẩn mù xanh hay không. Nếu mà có thì chúng ta phải có cái phác đồ điều trị để phối hợp kháng sinh, mà những cái kháng sinh đấy nó phải diệt được trực khuẩn mù xanh. Ví dụ như là quinolone thì dùng ciprofloxacin, levofloxacin, rồi nhóm beta-lactam thì cefepime, ceftazidim, hoặc là piperacillin phối hợp với tazobactam. Và trong những trường hợp nặng thì chúng ta phải dùng nhóm carbapenem. Thế còn nếu mà không thì chúng ta sẽ dùng được những cái loại kháng sinh mà nó không phủ được trực khuẩn mù xanh như trên slide đã trình bày. Và điều đặc biệt đấy là cái việc mà chúng ta áp dụng phác đồ như vậy thì đánh giá cái tình trạng lâm sàng và cân nhắc xem cái việc mà nuôi cấy đờm cũng phải xem để chúng ta đánh giá xem cái hiệu quả điều trị ra sao. Và qua các phác đồ thì chúng ta cũng thấy là vai trò của cái việc sử dụng quinolone trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng đã được đưa vào các khuyến cáo, vì cái hiệu quả của nó diệt được cả trong vi khuẩn điển hình và không điển hình. Thứ hai nữa là cái thuốc theo dược động học thì nó xâm nhập được vào cả cấu trúc phổi cao, rồi các quan nghiên cứu thì đề kháng của các loại vi khuẩn với quinolone còn thấp,
đường tiêm hoặc đường uống sinh khả dụng thì như nhau và rất thuận tiện trong cái việc mà chúng ta chuyển đổi phác đồ điều trị, đặc biệt là xuống thang điều trị, và hiệu quả trên CMAC, cho nên là nó rất tiện dụng, đấy là chỉ cần dùng một lần một ngày và tính an toàn thì cao. Thì đây là một cái slide thể hiện rằng là đối với cả nhóm quinolone và nhóm macrolide thì có thể là phủ được cả vi khuẩn gram âm, gram dương và vi khuẩn không điển hình. Còn nhóm beta-lactam thì cái nhóm vi khuẩn không điển hình là không phủ được cái phổ kháng khuẩn. Và cũng với slide này cũng thấy rằng là cái việc mà sử dụng cái quinolone trong điều trị đợt cấp đối với phế cầu, đối với cả trực khuẩn mủ xanh thì với đảm bảo cái độ MAIC và đạt được cái hiệu quả điều trị. Vâng, trên đây là toàn bộ cái phần mà trình bày báo cáo của tôi, rất là ngắn gọn vì là thời lượng của chương trình cũng chỉ cho phép là 15 phút. Tôi có một số kết luận trong bài trình bày của mình. Một là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một cái tình trạng xấu đi đột ngột của bệnh, đòi hỏi phải thay đổi điều trị. Và đợt cấp thì đây là một yếu tố tiên lượng nặng gây suy giảm chức năng hô hấp, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, tăng nguy cơ tử vong. Và kháng sinh được chỉ định trong đợt cấp khi có dấu hiệu nhiễm trùng, phải dựa vào phân tầng của yếu tố nguy cơ để chọn lựa phác đồ kháng sinh. Và quinolone thì có hiệu quả như các kháng sinh khác trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vâng, bài trình bày của tôi đến hết, xin trân trọng cảm ơn và xin trân trọng cảm ơn sự theo dõi của các quý vị đồng nghiệp.